Đó, anh chị thấy Bảo kéo rất là nhẹ nhàng nhá, cực kỳ là nhẹ nhàng. Rồi, Bảo sẽ cho anh chị xem mũi hàng này, lúc mà anh chị xài nhá. Đó, mũi hàng kéo rất là đẹp nhá, nó cực kỳ là đều luôn. Đó, sáng bóng nhá, cực kỳ đẹp và cực kỳ đều, dày như hàng que luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, hàng mic mà dày như hàng que. Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì hôm nay bên công ty Sasuke cũng vừa mới về sản phẩm máy hàng Mini Pro nha. Con này á, đợt này thì nó sẽ cải tiến rất là tuyệt vời cho quý anh chị mình. Từ mức giá bán này, lẫn chất lượng. Và Sasuke thì trước giờ bảo bán á, cùng với phân khúc tầm giá như thế này á, từ trước giờ bảo bán Sasuke thì bảo luôn quảng cáo nó là rất là khó bảo hành nha. Bảo bán số lượng Sasuke thì anh chị biết rồi, bán khủng hoảng luôn. Đó, số lượng nhiều nhưng mà bảo hành đếm trên đầu ngón tay. Đó, đặc biệt là con máy Sasuke này á, công suất của nó là công suất Nhật nên là anh chị xài rất là bền, bảo hành 18 tháng. Đây là máy hàng dòng cải tiến hàng mic nha, 4 chức năng. Đợt này nó về nó có nhiều cái hay thì bảo giới thiệu cho anh chị mình luôn. Để anh chị mình khi mua máy với mức giá tối ngày hôm nay, giá nó rất là rẻ nhưng mà anh chị được kèm quà tặng quá trời nhiều. Với mức giá 3.140.000 là anh chị sở hữu một con máy hàng mic đa năng 4 chức năng, vừa hàng được một cuộn dây là 1 ký, một cuộn dây 5 ký luôn. Rồi lúc mà anh chị mua với mức giá là 3.140.000 thì đợt này nó có cái gì đó, bảo thấy đợt này nó về nó chương trình nó rất là thơm luôn. Lúc mà anh chị mua về á là con máy này nó sẽ đi kèm dây Sasuke á, thì luôn luôn là dây mát 2m này, dây kìm hàng là 3m nha. Rồi ngoài ra nó sẽ đi kèm cho mình là mặt nạ này, búa gõ xỉ và tay cầm hàng. Bên trong nó sẽ có kính nha. Quà tặng mà công ty đi kèm á, là nó chỉ có nhiêu đó. Rồi lúc mà anh chị mua thì cũng có tặng bánh xe này. Nhưng mà con máy này nó được cái ưu điểm, lúc mà anh chị mua được này á thì nó sẽ được dây rời nha. Dây được này về nó ngon, rất là ngon nha. Đó, mức giá rẻ, dây rời nhưng mà đầu cọc này á, nó cũng xịn hơn những sản phẩm trước bảo bán dây rời luôn. Đó, có 3.140.000, dây thì ổn, cọc lớn này. Đó, cái phần cọc này nó rời ra luôn, nó lớn, nó có giắc cắm luôn, 4 chức năng. Tặng kèm cho anh chị là đầu bét Pana nha. Dây dài á thì 3m. Đó, anh chị thấy thơm không? Đầu bét không là đã thơm rồi. Nhưng mà tối ngày hôm nay, một con máy siêu phẩm Sasuke rất là bền, trong máy hàng mic thì bảo đánh giá con này khá là cao. Rồi, ngoài ra chương trình trong tháng này thì cửa hàng bảo sẽ hỗ trợ mức phần quà cho anh chị mua con máy này nha. Kèm quà tặng theo là một cuộn hàng này, không khí nha, một bao tay da bò, lúc mà anh chị xài á nó sẽ chống nóng, mình hàng không bị bỏng tay. Ngoài ra chương trình quà nó quá trời nhiều luôn, hộp sáp này để mình hàng chống tít bét, một ke gấp 12 kg và một kính hàng điện tử nha. Kính hàng này là bên cửa hàng bảo luôn luôn là tặng cho anh chị kính hàng điện tử để chống đau mắt nha. Ngoài ra lúc mà anh chị mua thì con máy này nhìn vào thì anh chị thấy rất là đặc biệt. Bảo đây là bảo gắn cuộn dây 5 kg nhưng mà không có trên quà tặng nha. Anh chị nào á mà cần xài mic đa năng vừa 1 kg vừa 5 kg cuộn này, bảo chỉ gắn để test máy thôi. Còn ngoài ra mình có nhu cầu mua thì bên cửa hàng bảo cũng có bán nha. Cái phần máy này á, đợt này nó thiết kế khá là hay, dây nó nằm ngoài. Đó, lúc mà anh chị chạy á thì mình thấy dây nó cũng quay quay rất là hay nha. Rồi bảo sẽ giới thiệu về máy một tí xíu lúc anh chị xài. Bên mé này á là lúc anh chị mua thương hiệu Sasuke, là thương hiệu Nhật này, bảo bán cũng 3 năm trời rồi nên là chất lượng với là thương hiệu của nó rất là đà. Lúc anh chị xài nha, rất là yên tâm vì con máy này á bảo bán khá là lâu, chế độ bảo hành tốt cực kỳ, lên đến 18 tháng này, Sasuke dập nổi này, nó xài những cái thông minh nhất thì bảo giới thiệu cho anh chị mình luôn. Rồi lúc mình mua thì nó sẽ bao gồm, đợt này nó cải tiến là cái phần điện DC này, đó, nhiệt độ tối đa, cánh quạt nó cũng nâng cấp cho anh chị xài á, tạng nhiệt nó tốt hơn. Ngoài ra công ty cũng bảo về á, hàng con máy này nó ngọt lắm, hàng rất là đẹp. Tí bảo sẽ test cho anh chị xem, bắt lửa nhanh này, đó,
Cái này thì nó sẽ ghi thông số máy có sẵn luôn. Dòng hàng là con máy này tối đa là 200A nha. Rồi thương hiệu là Sasuke. Rồi ngoài ra mình có thể chọn dây hàng từ 0.8 đến 1 ly. Mà con máy này đặc biệt là nó đi kèm là 4 chức năng cho anh chị xài. Rồi mé đối diện bên này thì anh chị sẽ thấy nè. Đó cái hình Sasuke rất là đẹp nè. Đó thương hiệu Sasuke, mã máy là MIG 200 Pro, tức là đời cao cấp nhất của con máy này. Đó với giá bán của nó là đang có chương trình cuối năm rất là tốt trong tháng 12 này. Thì anh chị nào á cần xài công trình cũng như gia đình mà sắm một con máy hàng dây rời này á. Dây rời này là ổ bo đặc biệt, nó sẽ ngon hơn những con máy trước Bảo đã từng giới thiệu nha. Ổ này nó sẽ mắc tiền hơn nhiều. Rồi phần quan trọng nhất á là lúc anh chị xài cuộn 1kg và 5kg thì Bảo hướng dẫn anh chị cách chuyển đổi nha. Rồi đây thì Bảo có gắn cuộn 5kg rồi, nhưng mà anh chị muốn xài cuộn 1kg thì sẽ ra sao? Đó, trước tiên là mình tháo cái con ốc này. Bên trong nó sẽ có lò xo nha. Thì anh chị tháo ra cái phần này là răng ngược này. Mình lấy cái cọc này ra nha, bưng cuộn khí ra. Lấy luôn cái cụm này đi ra luôn. Đó anh chị mình á, về là có thể nhìn theo Bảo là lấy nha. Rồi thế là anh chị gắn vào. Đó xong lại tiếp tục bỏ lò xo lông đèn vào, rồi mình vặn vào, rồi xỏ dây qua đây là xong nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ đi qua cái phần mà test máy. Chủ yếu anh chị mua máy phải thấy con máy nó hoạt động ra sao. Ngoài ra bên trong thì đợt này cái cùm mà hàng bên trong này á, dây rời nó làm rất là to nha. Anh chị thấy á, làm rất là chắc chắn. Ngoài ra phụ kiện của nó đi kèm á, nó cũng sơ cua cho mình một bánh xe này để anh chị có thể chuyển đổi nha. Trong này có một bánh công ty, cho thêm anh chị một bánh là hai bánh nha. Để mình xài lỡ có hư mình cũng có thay thế. Cái phần mà linh kiện này á, lúc mà anh chị mua rất là dễ thay thế, chỉ cần. Rồi thì Bảo cũng hướng dẫn cái phần chức năng của con máy này nha. Đó, nó có nhiều chức năng khá là hay. Mà những con máy thông thường anh chị mua, bên sau nó sẽ có ngỏ vào khí nè. Anh chị thấy không? Đợt này á, cánh quạt của nó là cánh quạt đôi nha. Nó sẽ dài ra, nó nhỏ nhưng mà nó tải rất là nhanh. Đó, công tắc sau có nè, ốc bắc mát luôn, điện đi vào là 220 nha. Đó, ngỏ vào khí bằng đồng luôn, rất là sướng. Rồi phía trước thì anh chị sẽ nhìn đây, nó sẽ có cái phần mà nút hình tay mình á, là để chuyển chức năng này. Đó, rất là dễ xài. MMA tức là hàng que. Còn nếu anh chị nào á mà xài mic không khí thì mình về ga LED này, có khí là CO2. Còn cái phần này khí trộn này để mình xài hàng inox cũng như là hàng nhôm. Đó, ngoài ra bên này thì nó sẽ chỉnh cái dòng mà vôn hàng á, lúc mà anh chị xài á, nếu mà lủng sắt thì mình chỉnh dòng nó thấp lại. Hầu như thì Bảo test là hai cái này nó cũng 9-10 với nhau, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Còn cái cụm chia mà dây rời này á, thì làm rất là chắc chắn và to nha. Thì anh chị về là chỉ cần á, vặn vào nó đúng khớp như thế này là vặn vào là được thôi, không có cần di chuyển gì nhiều. Đó, tháo ra tháo vào rất là tiện luôn. Rồi ngoài ra nếu anh chị nào á mà xài á không khí thì cái cọc dây này á thì mình sẽ gắn vào là trừ khí ra. Đó, còn nếu mà có khí á thì mình lại gắn vào bên cọc nha. Còn hàng que thì mình tháo ra, mình để nguyên một bộ như thế này đi vào luôn, để mình hàng cho nó dễ hàng hơn. Đó, hàng que thì cái này đơn giản cực kỳ. Đó, hàng que là hai cái hai bên, chuyển về chức năng MMA là hàng que. Rồi bây giờ Bảo sẽ test thử con máy đời mới nha, với một con máy Sasuke. Đó, siêu phẩm nha. Con này á độ bền rất là cao, nó sẽ hàng và làm việc ra sao, cho mỗi hàng đẹp như thế nào nha. Rồi thì cái phần mà quan trọng nhất lúc mà anh chị mua một con máy hàng, trước tiên là mình phải biết đến con máy hàng, nó hàng có đẹp hay không và có bắt lửa nhanh hay không. Thì con máy này nó sẽ đáp ứng hoàn toàn cho anh chị những tiêu chí đó lúc mà Bảo test luôn. Đó, rồi bây giờ Bảo sẽ tiến hành test máy hàng là với chức năng là không khí nha. Thì mình bật qua cái chức năng là ga LED đầu tiên. Rồi Bảo sẽ tiến hành test thử một mối hàng cho quý anh chị mình xem mua máy có an tâm không, với một con máy nó xứng đáng đồng tiền lúc anh chị mua luôn. Đó, mỗi hàng á thì rất là nhẹ nhàng, anh chị chỉ cần bấm nhẹ một cái là nó sẽ đi dây rồi, cực kỳ là đơn giản nha. Đó nè, dây thì chạy ra rất là đều nha, dây cực kỳ đều. Rồi bây giờ Bảo sẽ gia cố cái phần này và kéo thử cho quý anh chị mình xem.
một khúc luôn để anh chị mình đánh giá được cái máy hàng này nó có đẹp hay không nha. Rồi bảo gia cố rất là nhẹ nhàng. Đối với một con máy hàng mic á, thì anh chị nào á không biết hàng lên cửa hàng bảo chỉ cần hướng dẫn anh chị sơ một lúc là mình hàng rất là đẹp nha. Rồi bảo tiến hành kéo thử một đường luôn nha, liên tục luôn. Đó, anh chị thấy bảo kéo rất là nhẹ nhàng nha, cực kỳ là nhẹ nhàng. Rồi bảo sẽ cho anh chị xem mũi hàng này, lúc mà anh chị xài nha. Đó, mũi hàng kéo rất là đẹp nha, nó cực kỳ là đều luôn. Đó, sáng bóng nha, cực kỳ đẹp và cực kỳ đều. Đó, lúc mà anh chị chỉnh con máy hàng này á thì con máy hàng này rất là dễ chỉnh luôn. Nếu mà anh chị nào á hàng không quen, ví dụ như bảo test trên này nó hơi lục nhẹ một tí xíu, thì anh chị chỉ cần giảm bên này một tí xíu, bên này một tí xíu, thế là xong. Nếu mà nó còn tiếp tục lủng thì anh chị mình cũng giảm tiếp tục nha. Đó, nó rất là dễ kéo. Rồi với mỗi hàng nó rất là đẹp thì bảo kéo bên này thêm một đường nữa cho anh chị xem cho nó chính xác hơn nha. Đó, cái phần mà hàng mic này á thì nó rất là dễ xài, nhưng mà con máy này nó cải tiến thêm những chức năng. Đó, nó có chống giật nè, hàng điện yếu thì con này đợt này về thì sẽ có rồi. Ngoài ra nó hàng quá trời luôn, quá trời đẹp. Đó, lúc mà bảo kéo á, thì mỗi hàng á, anh chị nhìn á, nó rất là dài nha. Đó, hàng như hàng que luôn. Đó, đó giờ bảo kéo là nó dài hơn thông thường luôn á. Dài như hàng que luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng mic mà dài như hàng que. Còn nếu anh chị nào á, tiết kiệm dây hơn thì mình có thể là thay 0.8. Mà với một con máy hàng mic độ ngấu tốt này, hàng đẹp như thế này, thì đây là một sự lựa chọn rất là đáng để anh chị xài một con máy thương hiệu Sasuke Nhật này nha. Rồi bảo sẽ tiến hành test thử lúc mà anh chị chấm bôi trên sắc mỏng bằng hàng que cho anh chị thấy khả năng bắt lửa cũng như là làm việc của nó luôn nha. Rồi mình qua hàng que thì bảo cũng giới thiệu anh chị mình chuyển chức năng này. Mình bấm về chức năng MMA nha. Rồi mình tháo cái dây này ra, dây chuyển đổi cực này ra, mình gắn vào bên mát với là một bên dương bên cộng á, bên nào cũng được nha. Thì anh chị nào á cứ gắn bên nào cũng được, hàng cũng như nhau. Đó, có người thì thích bên này đẹp, có người thì nghĩ bên kia nó đẹp hơn. Rồi bảo sẽ test cái phần mà độ nhạy lửa lúc mà anh chị xài nha. Đó, cực kỳ là bắt lửa nhanh luôn. Đó, bảo mới đưa vào cái là dính liền nha. Đó, que cũng mới, không có gì khó hết. Rồi bảo sẽ tiến hành chấm bon trên cái phần mà sắc mỏng như thế này cho anh chị mình xài xem nó có lủng hay là không, và mũi hàng đẹp ra làm sao lúc mà công ty bảo về hàng khá là đẹp nha. Cái phần này nó chưa ăn mát nha quý anh chị nha. Đó, khá là ngọt thôi. Rồi bảo sẽ tiến hành
chấm bon thử cho anh chị mình xem nhé. Kéo luôn cũng được. Đó, mình kéo thử mà nó cũng không lùng đây. Đó, sắc mỏng mà Bảo vẫn kéo như thường, cực kỳ là dễ xài nha. Rồi Bảo sẽ tiến hành chấm bon thử nha. Đó, anh chị thấy không? Công việc khá là đơn giản luôn. Rồi, Bảo sẽ tiến hành gõ cái phần xỉ này ra cho anh chị xem này. Mỗi hàng, con máy này không có con nào mà nó tuyệt đẹp như thế này luôn. Đó, quay sát vào em. Cực kỳ đà luôn. Đó, hàng rất là đẹp nè. Những mối mắc xích dính rất là đều nha. Đó, thì Bảo cũng vừa mới test thử cho anh chị hai chức năng đơn giản của một con máy hàng. Có thể đáp ứng anh chị xài công trình, nhưng mà ngon như con máy Sasuke này á. Và cái phần mà trâu bò như con máy Sasuke này á, thì Bảo bán rất là lâu, nên là anh chị mua có thể tham khảo mẫu sản phẩm Sasuke với công suất Nhật nha. Độ hoàn thiện cũng như là chất lượng đợt này nó đem đến cho anh chị là một cái gì đó nó hoàn toàn khác biệt so với đời trước của nó nha. Đó, bắt lửa nhanh hơn, mỗi hàng ăn đẹp hơn và độ ngấu sâu cực kỳ đều. Ngoài ra hàng mic thì nó cho quý anh chị mình một mũi hàng á, khá là dài luôn, lúc mà mình hàng cuộn dây 5kg cũng như là 1kg nha. Với lại con máy này đợt này nó cải tiến cho anh chị là dây rời này, chiều dài dây lên đến 3m, khả năng chuyển đổi lúc mình xài 1kg cũng được, 5kg cũng được. Mức giá tối ngày hôm nay rất là tốt, chỉ có là 3.140.000, bảo hành thời gian dài, rất là dài luôn, lên đến là 18 tháng. Thì anh chị nào cần một con máy hàng mic xài công trình cũng như gia đình này tiện lợi nha, không biết hàng qua cửa hàng Bảo giới thiệu hướng dẫn hàng một lúc là về sẽ biết hàng nha. Rồi xem xong chương trình, nếu có nhu cầu tham khảo những mẫu máy hàng mà nó ngon như con Sasuke này, có thể là liên hệ cho cửa hàng Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình nha, hoặc là tới cửa hàng Bảo test thực tế đi, mình thấy ưng ý đẹp như trên video Bảo test thì có thể là lấy luôn. Rồi xem xong nhớ ủng hộ Bảo một like, một đăng ký kênh. Rồi Bảo cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh của Bảo trong thời gian vừa qua. Rồi Bảo xin chào tạm biệt nha.